Chào tất cả các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi điệu disco và kỹ thuật check cầm trong đệm hát. Điệu disco cũng có khá nhiều cách đánh, nhưng ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi đơn giản nhất của điệu này. Mình sẽ đánh đập 4 nhịp như sau. Đếm đều đặn 1 2 3 4 1 2 3 4. Đấy. Thì nhịp 1 ta sẽ đánh vào bát. 2 chúng ta sẽ đánh check hất tay lên. 2 3 chúng ta sẽ đập cái phần ngón tay này xuống vào dây bát. 3 4 hất ngón tay cái lên. Mình sẽ làm lại. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. Khi đập xuống và hất lên thì các bạn chú ý là ngửa tay lên một chút rồi hất ngón tay cái lên. Còn nếu mà giật lên ngay thì có thể sẽ bị xước cái phần ngón tay cái này rất là đau. Đập xuống, ngửa ra và hất lên để nó vào móng. Đấy. Đập xuống, ngửa ra, hất lên. Mình đánh lại, dập. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Chuyển hợp âm vào nhịp số 1. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Đấy. Điệu disco thì là một cái điệu để chơi ở những cái bài tiết tấu khá nhanh, nên các bạn tập tốc độ tăng dần lên. Rồi, nhanh hơn chút. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 cũng là cái điệu disco này. Bạn có thể biến tấu một chút, đánh bằng cách móc và đập như sau. Một vẫn là đánh vào dây bát một tay cái. Hai móc check, móc 3 dây cùng lúc. Ba đập xuống nhưng các bạn chỉ dùng một tay cái thôi, đập. Đấy. Bốn lại móc lại 3 dây. Mình sẽ đánh cả điệu. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Hai điệu tương tự nhau, chỉ là một điệu là quạt, một điệu là móc. Mình sẽ ví dụ ghép điệu này vào một đoạn của bài Họa Bằng Xuân Sang. Đầu tiên mình sẽ đọc. Vang xôn xao nằm trong lòng phố lớn, một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương, một đám lá thu bay dắt vương đầy ngõ vắng, một chùm hoa chưa nắng xôn xao cả lòng tôi. Tôi yêu đời là một bông hoa nắng, tôi yêu người là ngõ vắng dịu êm trong im lặng mà lại xanh bao la. Đấy. Đây là một cách đánh khá đơn giản của điệu disco. Các bạn chú ý chỉ cần đập chậm 4 nhịp thật đều, sau đó nhanh dần tốc độ lên. Chậm. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nhanh hơn. Và chúng ta cần phải đạt được tốc độ tương đối, nó phải như thế này thì chơi bài hát nó mới sôi động được. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi điệu disco và ứng dụng kỹ thuật check cầm. Kỹ thuật check cầm là một kỹ thuật khá là khó nhưng mà dùng rất nhiều trong điệu hát. Ở kỹ thuật này chúng ta sẽ sử dụng tay trái là chính. Chúng ta sẽ làm như sau. Với những hợp âm chặn, chúng ta sẽ bấm nhả các ngón tay nhẹ để nhẹ lên dây. Đấy. Thì tiếng sẽ như này. Chúng ta sẽ làm mất tiếng. Còn nếu bấm chặt sẽ có tiếng nhả lên. Đấy, nhấp nhẹ tay lên để có tay đè dây. Đấy. Kêu cầm.
vẫn là bốn nhịp 1, 2, 3, 4. Thì nhịp số 3 thay tiếng đập bằng tiếng trách cầm và chúng ta quạt mạnh tay xuống. Chúng ta sẽ đánh như sau. 1, 2, hất lên. 3, quạt mạnh xuống và nhấp tay trái. 4, hất lên và bấm chặt tay trái lại. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Các bạn chú ý đánh tiếng trách cầm, đánh dứt khoát, đánh mạnh thôi. 1, 2, 3, 4. Đấy là những hợp âm chặn, có những hợp âm mà có dây buông, ví dụ như hợp âm đô trưởng, la thứ hoặc mi thứ có đều ba dây chặn đều buông, thì các bạn phải làm sao chúng ta nhấc nhấc tay lên và đồng thời nghiêng các ngón tay xuống để các ngón tay nó lại đè vào dây. Đấy, vừa nhấc lên vừa nghiêng ngón tay, đô trưởng, la thứ, mi thứ, nghiêng bẹp sâu xuống một chút. Đấy, và bấm ngược lại đúng vị trí, kêu cầm, kêu cầm. Đấy, và lại đánh điệu thôi. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Tốc độ điệu này các bạn có thể đánh được rất nhanh. Ví dụ disco, cách đánh đơn giản và kỹ thuật check cầm ứng dụng luôn vào điệu disco. Chúc các bạn tập luyện thành công.